Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề đồ dùng loại điện quang, đèn sợi đốt, đèn quỳnh quang, bao gồm có các nội dung: phân loại đèn điện. 2. Đèn sợi đốt, bao gồm có các nội dung là cấu tạo, nguyên lý, đặc điểm, số liệu kỹ thuật sử dụng. 3. Là mã đèn quỳnh quang. Tiếp theo, đèn compact bắc quỳnh quang, so sánh đèn sợi đốt vào đèn quỳnh quang. Và bài 41 là thực hành đèn quỳnh quang. Phân loại đèn điện. Dựa vào nguyên lý làm việc có 3 loại đèn, đó là đèn sợi đốt, đèn quỳnh quang và đèn phóng điện. Đèn sợi đốt cấu tạo gồm có các bộ phận: sợi đốt là bộ phận quan trọng ha, bởi vì đây là thực hiện chức năng là biến đổi điện năng thành quang năng. Thứ hai là bóng thủy tinh và thứ ba là đuôi đèn. Cấu tạo gồm có 3 bộ phận chính: sợi đốt, bóng thủy tinh và đuôi đèn. Tìm hiểu về chức năng của bộ phận sợi đốt. Sợi đốt được làm bằng dây Wolfram và có dạng là hình lò xo xoắn. Chức năng là để biến đổi điện năng thành quang năng. Thủy tinh. Bóng thủy tinh được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt và để tăng tuổi thọ thì bên trong người ta có bơm khí trơ vàng để tăng tuổi thọ của sợi đốt. Về đuôi đèn. Đuôi đèn có hai loại, đó là đuôi xoắn và đuôi ngạnh. Hình bên tay phải là đuôi xoắn ha. Còn bên bên đây là đuôi vặn. Được bên ngoài thì được tráng kẽm hoặc là bên tráng đồng, có hai cực tiếp xúc. Về nguyên lý làm việc. Khi đóng điện thì dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên. Đến nhiệt độ cao, dây tóc sẽ phát sáng. Thì đối với đèn sợi đốt, nó làm việc dựa vào nguyên lý là nung nóng dây tóc. Đến nhiệt độ cao thì dây tóc phát sáng. Đặc điểm của đèn sợi đốt. Đặc điểm thứ nhất là đèn phát ra ánh sáng liên tục, thì đây là ưu điểm. Hiệu suất phát quang thấp. Khi làm việc, nó chỉ sử dụng 4 đến 5% điện năng để biến đổi điện năng thành quang năng, phần còn lại để tỏa nhiệt. Ví dụ, nếu như đèn sợi đốt tiêu thụ điện năng hết 1 ký điện, thì chỉ có 0,025 ký là biến đổi thành quang năng, còn lại 0,95 ký là dùng để tỏa nhiệt. Do đó, đèn sợi đốt không tiết kiệm điện năng, thì hiệu suất phát quang thấp thì đây là nhược điểm. Và đặc điểm thứ ba là tuổi thọ thấp, nó làm việc được khoảng 1.000 giờ và đây cũng là nhược điểm ha. Vậy đèn sợi đốt có ưu điểm đó là phát ra ánh sáng liên tục, còn lại là hai nhược điểm. Cô mời các em quan sát ở trên bóng đèn sợi đốt, người ta ghi là 220V 60W. Ở bên bóng bên màu đỏ thì là 220V và 5W. Số liệu này có ý nghĩa gì? 220V là điện áp định mức của bóng đèn. 60W hoặc là 5W là công suất định mức của bóng đèn. Vậy thì số liệu kỹ thuật của đèn sợi đốt bao gồm có hai đại lượng,
đó là điện áp định mức và công suất định mức. Điện áp định mức 127V, 220V đối với nước ta sẽ là 220. Công suất thì đèn sợi đốt có rất nhiều công suất bao gồm như là 15W, 30W, 40W, 100W và 200W. Em thấy đèn sợi đốt mà được sử dụng ở đâu? Do là nó tỏa nhiệt á, nên nó chúng ta thấy được sử dụng trong nông nghiệp như là sử dụng ở các ruộng thanh long để cho kích thích cho cây ra trái, cho thanh long ra trái vụ á. Ở trong chăn nuôi thì người ta sử dụng đèn sợi đốt để sưởi ấm cho vật nuôi non, là sử dụng lượng nhiệt tỏa ra để sưởi ấm cho vật nuôi non. Còn đối với trong gia đình thì chúng ta hạn chế sử dụng đèn sợi đốt quá, bởi vì đèn sợi đốt nó không có tiết kiệm điện năng, thay vào đó chúng ta hãy lựa chọn đèn mà có tính năng là tiết kiệm điện. Nội dung tiếp theo tìm hiểu đó là đèn quỳnh quang, cấu tạo. Cấu tạo đèn ống quỳnh quang bao gồm có các bộ phận. Bên ngoài là ống thủy tinh, bên trong ống thủy tinh được phủ một lớp bột quỳnh quang. Hai đầu của ống thủy tinh thì có điện cực có dạng lò xo xoắn và bên ngoài thì có chân đèn. Vậy thì cấu tạo đèn ống quỳnh quang có bốn bộ phận, đó là ống thủy tinh, lớp bột quỳnh quang, điện cực và chân đèn. Mời các em quan sát chân đèn. Chân đèn có công dụng là dùng để dẫn điện ha. Điện cực có dạng hình lò xo xoắn. Chức năng của điện cực là để tạo ra tia tử ngoại. Nguyên lý làm việc. Khi đóng điện, có hiện tượng phóng điện giữa hai điện cực, tạo ra tia tử ngoại. Các tia tử ngoại này tác dụng vào lớp bột quỳnh quang và phát sáng. Màu sắc, lưu ý, màu sắc của đèn quỳnh quang phụ thuộc vào lớp bột quỳnh quang bên trong. Thông thường thì lớp bột quỳnh quang có phủ bên trong là lớp phosphor và cho ra màu sắc là màu sáng trắng hoặc là không màu. Đặc điểm của đèn ống quỳnh quang gồm có các đặc điểm. Đầu tiên là có hiện tượng nhấp nháy. Với dòng điện có tần số là 50Hz nên đèn phát ra ánh sáng không liên tục. Cái nhược điểm của nó là ảnh hưởng cho người sử dụng, gây mỏi mắt. Đặc điểm thứ hai là hiệu suất phát quang cao. Đây là ưu điểm ha các em. Và đối với đèn quỳnh quang, nó sử dụng 20-25% điện năng để biến đổi thành quang năng, còn lại là để tỏa nhiệt. Tuy nhiên nếu so sánh với đèn sợi đốt thì nó vẫn cao hơn rất nhiều so với đèn sợi đốt, cao hơn gấp 5 lần. Nên là hiệu suất phát quang của đèn sợi đốt cao hơn so với đèn cô xin lỗi hiệu suất phát quang của đèn quỳnh quang cao hơn so với đèn sợi đốt. Đặc điểm thứ ba là tuổi thọ cao, làm việc được 8.000 giờ. Thứ tư là cần mồi phóng điện. Vì khoảng cách giữa hai điện cực đèn lớn nên để phóng điện thì cần mồi phóng điện. Và bộ mồi phóng điện thì gồm có là chấn lưu điện cảm và tắc te, hoặc không sử dụng chấn lưu điện cảm và tắc te thì có thể thay thế bằng chấn lưu điện tử.
Thì đối với đặc điểm của đèn huỳnh quang có ưu điểm đó là hiệu suất phát quang cao và tuổi thọ cao, có nhược điểm đó là cần mồi phóng điện và có hiện tượng nhấp nháy. Tuy nhiên, nhược điểm của đèn huỳnh quang thì có thể khắc phục được. Ví dụ như nó cần mồi phóng điện thì sử dụng mồi phóng điện đó là chấn lưu điện cảm và tắc te. Còn đối với hiện tượng nhấp nháy thì có thể khắc phục được hiện tượng nhấp nháy. Em hãy nêu một số biện pháp để khắc phục hiện tượng nhấp nháy của đèn huỳnh quang. Ở trong lớp học mình đó các em. Ở trong lớp học mình đó thì cái bộ đèn lắp ở dưới cái vị trí ngồi có các em nhìn lên thì em thấy một bộ đèn có mấy bóng đèn. Có hai bóng đèn ha. Về biện pháp thứ nhất nè. Là lắp hai bóng đèn lệch pha nhau. Là ở trong lớp học mình á là lắp hai bóng đèn lệch pha nhau để hai bóng đèn này luân phiên nhấp nháy. Biện pháp thứ hai là đối với điện 3 pha thì sử dụng một bộ đèn có 3 bóng đèn. Và biện pháp thứ ba là dùng chấn lưu điện tử để biến đổi tần số từ 50 Hz lên đến 20 kHz. Nếu như mà nhấp nháy tần số dòng điện 50 Hz thì mắt chúng ta cảm nhận được và gây ra hiện tượng mỏi mắt. Người ta sẽ tăng tần số dòng điện lên đến 20 kHz. Thì lúc này mắt không cảm nhận được và nó khắc phục được hiện gây khắc phục được hiện nhược điểm của đèn huỳnh quang, không gây mỏi mắt nữa. Số liệu kỹ thuật. Điện áp định mức 127V, 220V. Chiều dài ống thì ống 0,6 m. Chiều dài 18. Công suất. Chiều dài 0,6 m thì công suất là 18W, 20W. 1m2 công suất là 36W, 40W. Đèn huỳnh quang thì được sử dụng ở đâu? Được sử dụng rất rộng rãi. Ở đây thì là ở gara nè, trong hình nè. Ở trong văn phòng, trong nhà xưởng, trong gia đình. Cái đèn huỳnh phổ biến. Đèn quang sử dụng rất phổ biến. Lưu ý khi sử dụng ống đèn huỳnh quang cần sử dụng đúng điện áp định mức, tránh bật tắt liên tục và lau chùi ống đèn. Đèn compact huỳnh quang. Về nguyên lý làm việc giống với đèn huỳnh quang. Cấu tạo. Về bóng đèn thì hình dạng thì có là hình xoắn hoặc là hình chữ U. Bên trong cấu tạo bóng đèn thì cũng có bọt huỳnh quang và người ta cũng hút hết không khí, bơm khí trơ vào. Về đặc điểm, đèn compact có hiệu suất phát quang cao và nó không gây nhấp nháy. Kích thước gọn nhẹ, bởi vì nó không nhấp nháy bởi vì bên trong nó dùng chấn lưu điện tử ha. Sử dụng dễ dàng. Dựa vào đặc điểm của mỗi loại đèn, em hãy chọn cụm từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống. Ưu điểm: không cần chấn lưu, tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao, ánh sáng liên tục. Nhược điểm: cần chấn lưu, không tiết kiệm điện năng, tuổi thọ thấp, ánh sáng không liên tục. Dựa vào các ưu điểm và nhược điểm ở trên, em hãy cho biết đèn sợi đốt có ưu điểm và nhược điểm gì? Đèn huỳnh quang cũng vậy, nêu ưu điểm, nhược điểm của đèn huỳnh quang. Đèn sợi đốt thì có ưu điểm gì các em? Đó là không cần chấn lưu, ánh sáng liên tục. Nhược điểm:
không tiết kiệm điện năng, tuổi thọ thấp. Ưu điểm của đèn huỳnh quang là tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao. Nhược điểm là cần chấn lưu và ánh sáng không liên tục. Rồi đối với đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang, mỗi loại đèn đều có hai ưu điểm và hai nhược điểm. Tuy nhiên, đèn huỳnh quang thì được sử dụng phổ biến hơn, lý do vì nhược điểm của đèn huỳnh quang có thể khắc phục được. Ví như nó nhược điểm là ánh sáng không liên tục thì người ta sẽ khắc phục ha, và cần chấn lưu thì cũng có thể khắc phục được. Cô vừa trình bày xong chủ đề đồ dùng loại điện quang, đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, và đây là nội dung phần viết bài. Chào các em, hẹn gặp lại các em vào bài tiếp theo.